Chơi một đôi cơ à? Hay một cái? Một cái anh ạ. Có nặng không em? Nó cũng bình thường thôi. Chơi một đôi. 60 cân thôi. Có nặng lắm không? Có phải khiêng được không? Anh đóng hộ em cái nắp xe. Đi vào trong cổng sâu đấy. Vâng. Cứ du chỗ bằng cho người đẩy. Đúng rồi. Bằng có bánh xe mà. Tiếng ông chơi cả đôi. Cứ một cái xem đủ đô không? Đã nếu một cái đủ đô thì một cái là gọi. Còn nếu mà không đủ thì hai cái. Cái này là cũng bao nhiêu tiền đấy anh? Cái này giá là 8.600.000. Anh đặt xuống. Đặt vào. Đặt xuống mà đủ, có bánh thì cho đủ đi. Ok. Nhảy vào. Kiểm tra đi, đi dùng xem nó có cái gì dụng cho nó dụng luôn để còn nối lại cái thế. Test đúng không anh? Không những test âm thanh mà test cả cơ học đấy. Đấy rồi. Cái này mét bao nhiêu? Dạ. Cái này mét bao nhiêu? Mét 40. Vâng. Đấy, ông bà làm ấm làng gầm xóm thôi. Nào lại cùng nhảy theo điệu nhạc. Mua cho ông Vinh cho cái đèn này gảy vào tay trâu cái. Ông tay trâu giờ lại kém. Cháu quay sang đợi cái thịt chó đi không nhặng quá. Đã đến đích. Uầy, chú có cái bể cá đẹp thế. Thịt chó, thịt vịt. Anh có một tay đích nhất cái vỏ ra. Chứ không phải nguyên chó đâu. Đừng tất. Ừ. Hả? Ở đây bè đậy rồi, đi thế, sang đậy với cái này. Thế thì ngồi một mình mâm. Hả? Nó có đi chơi, mày hỏi tao đi. Nhà mình có vụ gì không mà chú đặt loa đúng ngày hôm nay? Thành mình. Thành mình. À. Các em nó đừng làm đi. Vâng. Chết rồi, quả ra lại về hai ông bè là chết đây, rồi. Tuấn đâu này, chú tiết loa của ông này. Tao điện bảo khênh cho tao cái loa mà chả thích thằng nào bắt máy cả. Đang bắt thì chó đi chú. Mày xem có đúng không mà bảo. Anh có con dao, cho em mượn con dao. Có dao. Có cái dao không? Loại này loại có màn đó. À không có màn, cái này là hát vào điện thoại. Không, ai cái chơi màn. Ta xem cái loa có màn này không thích. Có màn thì cái chất lượng thanh nó sẽ không bằng được đâu. Thường nó tích hợp nhiều tính năng thì nó sẽ không chuyên một cái. Kia giờ cần gì mà phải màn đấy, màn cho đúng rồi, có tivi rồi. Thì nhưng mà nhưng cái này là bắt vào tivi cho tôi với chứ. Bắt được ạ. Và Bluetooth bắt phải máy. À lấy dây điện đấy. Chứ nhỉ, có dây điện chưa? Mic đây chú nhá. Hả? Mic ở đằng sau rồi. Có dây điện chưa? Không cần dây điện, cái này là có bình ắc quy rồi. Chờ tí mượn cái xe của thế dân. Nhưng mà cũng phải được. Cũng phải gì thì chỉ dẫn em biết. Làm vài bài. Thì cho hướng dẫn chú. Bây giờ chú cho một cái tép nhạc là thì cho hướng dẫn chú. Đấy đấy đấy. Nó cũng dễ dùng thôi. Không, dễ mới các ông, khó mới tôi. Cái này dây sạc dây chiếc và hết pin lại sạc à? Có anh ạ. Cả mình cả điện lưới đúng không? Cả điện lưới được. Đấy, ăn chơi nhất định để cái vỏ ở đây để còn bán lại, ông nào thích bán lại thì lại mua cái mới. Ông để đây còn bảo hành trong vòng mấy tháng đấy, không có vỏ. Bảo hành không cần vỏ đâu ạ. Này thì tối nay chắc là 11 12 giờ đêm. Mấy thằng con đây là nó nghe hát cho đây. Ôi không nhiều con cá bơ ao kìa, ngồi bơ ao kìa ca sĩ. Ừ, ca sĩ còn đang ngồi dạ gốc cây. Yêu cầu vị đồng chí ngồi bơ ao, yêu cầu cho mày ngay nhá. Ca sĩ đấy. Đây ca sĩ. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nive Remix. Preparing and initiating bass test. Ổn không anh? Ổn đấy. Anh nhanh làm luôn bài đi anh. Làm nhiều bài. Chuyển luôn bài cho máu. Ừ, làm nhiều bài. Như này là nghe nhạc hát karaoke lại nghe tiếng róc rách của nước, của ngắm cá đấy, thì còn tuyệt vời nữa anh chú nhỉ. Mấy cái ô này xong bắt đầu làm tách cà phê không ạ? Anh lắp loa này thì em cũng hay xem anh đó. Đấy, tôi nhìn ông này, tôi cũng xem tôi biết. Vâng. Đúng rồi, em mới lọc cá xanh ạ. Đó, kéo xanh đấy. Nhiều đi lắp. Ý tỏ là anh cũng đam mê, cũng quan tâm âm thanh đấy anh nhỉ? Ý sang nhìn cái bộ dàn nhà tôi cho người cũng được. Vâng, tí sang tham khảo ạ. Có bộ dàn xếp. Giao lưu với âm thanh của các anh. Anh đưa em về thăm quê anh. Về ngàn ba sông rực nắng hồng. Sông Châu huyền hoa, sông Nghệ yêu thương Hà Nam ơi. Sống gánh ân tình về
Hà Nam. Anh đưa em về quê mẹ yêu thương, ngã ba sông đây chờ bầu xưa vẫn đó, con đò năm nào hơi nỗi nhớ con người. Sông đây quê mình chưa mái tóc em xanh, về Hà Nam hãy đón chờ tiền cha đi không hẹn ngày trở lại. Hà Nam đất mẹ anh buồn. Bài hát về quê hương Hà Nam rất là hay. Ông mở tôi bà. Dạ. Vào đây. Câu đợi câu chờ. Đây, hiệp Quốc Trung Hồng đây. Không, câu đợi câu chờ. Đây máy này ạ. Đây. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò để anh đi xa. Để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tiền một người nữ khách qua sông. Người ơi sao mà không lại câu thương câu đợi câu chờ. Nay anh trở về bên dòng sông La, con đò vẫn nguyên dòng sông con đó. Câu hò quê mình mộc mạc mà thương, ngày chờ anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò vì đậm đậm cho anh anh thương anh tỏ lòng nhớ.
nay anh trở về bên dòng sông La. Con đò vẫn nguyên dòng sông con đò. Câu hò quê mình mộc mạc má thương, ngày xưa anh mang đi khắp nẻo đường. Câu hò vì dòng cho anh cây gừng mỗi màn đừng quên người ơi. Không, hôm nay là tớ hát. Để hát bài này nữa. Vâng. Nắng ấm quê hương. Cứ mần ba bát hát phải ba bài. Không, tối tôi ru à ngủ. Đúng rồi, đấy, tối ru luôn. Thế. Đúng rồi chú. Ông thấy tôi hát cái đó. Quá hay chú ạ. À. Bình ơi, sao mà
mà lòng chú lại làm bài nữa chú ạ. Cho tớ làm bài là Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Ôi giời hay quá. Đấy nhá, tớ trông thế thôi nhưng tình mà Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh cả đêm karaoke. Tớ hát cả đêm được thật luôn chú. Nhận là chú giọng chú khỏe mà hay truyền cảm lắm. Còn chú hát cảm xúc. Cảm xúc. Đấy nhá, tớ hát bài nào cũng được. Vâng. Không đúng thế. Mà tối tôi với ông bà nhá, không bán hàng nên là ngồi hai ông bà bát tay nhau. Ngồi uống bia karaoke. Đấy. Tiếng thoát ra. Còn bảo cháu đấy chỉ có nhìn. Cháu nhìn chú khỏe mà vui tươi lắm. Hơn 60 rồi. Vâng. Không ạ. Bình thường chú hay hát không ạ? Không, tớ thỉnh thoảng thôi. Vâng. Thế thì mua loa xong rồi chắc là chú sẽ hát nhiều hơn đấy. Con cá nó hát, con cá nó hát là mình sang mình ké một đài là mình về. Vâng. Thì đi hát ké chỉ hát thế thôi. Vâng. Của nhà mình hát tự do. Từ nay thì thoải mái hát chú nhỉ? Đúng rồi. Vâng. Đây, cho mời chú hát. Đó, cho tớ mới hát bài Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh nhá. Vâng, vâng. Thế nhưng mà hỏi rằng tớ có được hát thì cũng có hay chú ạ, hay hay đấy, hay cháu đấy hay đấy. We'll be right back.
quê ta em hăng say sớm chiều. Thập thành anh em qua ngày thì mưa nắng ư hồ. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để màu da anh thảm. Hỏi mà chỉ sao em sao cái làm chú lên bài đây chú. Ui giời, tưởng không cái gì không có kính đây đây kính đây thưa kính ok cảm ơn chú nhau chú hát lấy kính rất là hay. Chú hát bài gì ạ? Alo một hai một hai một lấy kính gì lấy kính nặng nữa nhá. Không có kính nữa đấy, tỏ là mắt ông còn tỉnh. Tôi mắt tôi là không có kính, tôi chịu hết. Hát bài gì nhỉ? Ôi bài gì việc của ông chứ tôi không biết được. Bài gì? Bài gì này việc không? Bài của lính đi. Bài của lính ạ? Ừ đúng rồi, hôm cựu quân dân ông hát đấy, ông hát bài đấy đi. Hôm mà cựu quân dân hát này còn quên hết cả bài. Chú quên tên à? Trên trên đỉnh Trường Sơn thì bài cao quá. Thì bài ông hát bài nào nữa được của ông tôi xui đâu sao đây. Hát bài gì nhỉ? Sạc hơi đi. Của Tân Nhàn. Sạc hơi karaoke. Không, cái này là cái ngẫu hứng. Ừ, cái này là cái ngẫu hứng. Nhìn đấy, bảo thằng cháu nó chở tưởng mà mua cả hai cái. Ừ thì cũng thích nha, thì cả hai cái. Nhưng mà để xem cái này để còn tối hôm nay để về hai ông bà hát cho nó có hợp nữa. Nếu hợp lại làm cái nữa. Thế. Không đúng thật. Hai ông bà tối hôm nay bắt đầu vào cổ mà hợp thì lại bắt đầu là làm cái. Quan trọng là phải hợp nha chú nhỉ. Đúng rồi. Cảm ơn chú ạ. Hello. Sau đây xin đồng chí Nguyễn Tiên xin gửi tới bài hát Xa Khơi nhạc của Nguyễn Tài Tuệ. Do Nguyễn Tiên trình bày. Lắng tòa chiều nay chiều tòa lắng đôi bờ mấy hôm chân trời biển lặng sóng thuyền em sông khơi khoan dòng hò thương anh cách anh vời. Ông cho tôi chốt bài về xứ nghệ cùng em. Vâng. Về xứ nghệ cùng em. Về xứ nghệ cùng em karaoke. Làm bài chốt. Làm bài chốt. Chốt để tối còn hai ông bà còn du. Đúng rồi. Tôi thích hát với bà lắm. Sứ tư tình trùng tế. Đá đi chợ. Vâng. Ca sĩ tiếp béo không lạc hồ. Mua tắm tặng một đặt hàng ngay. Không. Đi cả ngày tối về.
đất miền trung mưa nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi lời anh thắm đượm tình quê. Em có về chưa nghe với anh cầu dân ca bắt muôn tơ đông ruộng, để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nàng nghĩa ân tình mình câu ví dầm người việc non xanh đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh nghe nơi thương của mẹ, em bần du xứ nghề hẳn kề sâu xa. Dù một lần hai xuân vẫn ấm bao tình nghĩa, rừng rừng cây mũi mặn yên nói nọ giống ai. Dù đã nói yêu em lời yêu còn mãi. Cảm ơn chú hát hay quá. Bắt này à? Vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Mấy bài liền rồi nhỉ? Hát vừa hay vừa cảm xúc. Con ơi, con làm à? Con đau cổ quá, đeo bố bốt cổ. À, pin khô ạ, pin là pin sạc được ạ. Vâng, mình hát xong mình tí em đưa cái bộ sạc là mình hát xong là sạc lại được. Cái này thì không sợ chảy nước. Tất nhiên nếu mà lâu mà mình không dùng thì cứ nên tháo ra cho chắc ăn. Đấy. Đúng rồi. À, ông ạ, tuổi như chúng tôi là cứ bây giờ là cứ tận hưởng. Vâng. Con nói thật mà các ông lên tận hưởng chứ còn không mà không hưởng là giả người đấy. Đúng rồi, chú ạ. Lý do là tại sao tôi nói các ông bây giờ cứ tuổi chúng tôi là làm ăn vui vẻ đảm bảo sức khỏe. Chính xác. Được chưa? Không hưởng là thật đúng không chú? Còn con cái là đủ lông đủ cánh rồi. Đúng rồi. Mặc trong mặt. Đúng rồi. Nói thật mà các ông, đây con tôi là, tôi bảo là đây là con tôi là. Vâng. Con ạ, bố nuôi con đủ lông đủ cánh, mặc ra sau. Còn bây giờ là bố tận hưởng. Thế mà sao không mua đôi đôi kép ấy? Quan ơi, bố mua cái này để bố mua cái này để bố nhử mẹ mày đã. Nhử mẹ mày đã. Nếu bây giờ bắt đầu mẹ mày ngứa cổ là bố lại tiếp tục mua tiếp. Cái này lại cho chúng mày. Cái này lại cho các con. Bố lại nhử mẹ mày đã. Chủ tính hợp lý phết đấy. Bây giờ mẹ mày cảm thấy ngứa giọng là cho các con cái này bố mua cái khác. Các đang được không hả cháu? Vâng. Không con ơi. Quan ơi. Bố đừng nhử mẹ ấy. Cái nhử đã đúng không? Nhử đã, nhử ra rồi, chết là cái nhử. À, chú vui tính mà chú đam mê văn nghệ thật. Sống phải thế mới khỏe được. Mà bước vào nhà mình, khuôn viên nhà mình như này ở rất là khỏe người. Tại vì em thấy cái cảnh quan với cái phong thủy rất là đẹp. Phong thủy rất đẹp. Lúc nào cũng có gió nó lưu thông, mát mẻ. Tôi nói mất công nhé, tôi trông cái này nhưng mà giờ nào ra giờ đấy. Giờ đâu động, đúng giờ động, 3:30 tôi phải dậy là đúng 3:30. Vâng, có hết giờ là nghỉ là chơi đúng không chú? Không, hết giờ thì như này, hết giờ là bao giờ bà bảo là tầm này là ông chỉ được nghỉ đến thằng nào thôi. Đấy, vì gì thì mình phải theo luật. Vâng. Sống ở đâu phải có luật. Thế là chú bao nhiêu tuổi vậy ạ? Tôi năm nay chính xác là 62. Vâng, chú rất là khỏe, rất là thanh niên. Thanh niên lắm. Vâng. Rượu uống thì được. Ủa thì nói chung là tóm lại, ôi, là như nào? Cứ một chai là bình thường. Tóm lại là như thế này, tức là mình sống làm sao để cho nó, tức là mình không thiệt mà mình cũng không trộm. Vâng. Đấy, mình giống rất công bằng. Ví dụ như ông này bảo thôi lâu lắm mới gặp ông làm cấp, hứa là làm cấp. Thôi thêm tí nữa cũng lại vẫn thêm tí nữa. Thôi rồi cũng thôi. Đấy ông ạ, nó là như thế. Vâng. Thế mà dạy là đúng giờ đó. Vâng. Tôi kiểu gì đấy vì tôi làm hàng, tôi dạy đúng giờ, không bao giờ tôi dạy trễ. Vâng. Đúng quân độ. Chưa kiểu gì phải ngủ chợp mắt được một tiếng. Vâng. Không một tiếng là chiều không làm được cái gì nữa. Từ hồi đi bộ đội về rồi. Nói chung là để có được phong cách sống như chú là nhiều người là ao ước đấy. Thế còn đây con rể đây. Thế còn cậu út là sĩ quan. Vâng. Thế còn cậu cả đây. Đó, cái nhà ba tầng đấy. Vâng. Đấy cái thằng mà vừa ấy hát. Vâng. Mà đầu có tiên có nghĩa đấy. Là tóm lại là anh chị bây giờ là trưởng thành hết rồi. Là chú không phải lo nữa, mà bây giờ là chú lo cho bản thân mình thôi. Mình sống bây sao giờ đây này, lạc quan vui vẻ. Tôi để vận khỏe. Động viên bà nhá, tối hai ông bà là làm mỗi thằng cốc rượu này. Thế tôi vận động viên, tôi vỗ vai vào bà. Em ạ, anh yêu em chọn đời. Nói rất thật câu đầu tiên á. Câu thứ hai là bây giờ là tôi với bà là tuổi trẻ này, làm
nuôi con, sắm sửa kiến thiết. Vâng. Bây giờ cái tuổi của mình rồi, làm ăn đảm bảo sức khỏe. Đúng rồi. Được chưa? Tôi vẫn bảo bà như thế. Tức là bà thích gì, bà tiêu đấy. Đúng rồi. Tôi thích gì tôi tiêu đấy. Nhưng phải làm. Đây là có chữ phải làm theo sức của mình. Cháu nghĩ là đến tầm này thì cô chú khỏe để các anh các chị yên tâm công tác làm việc. Đấy là cái thành công rất lớn rồi đã. Đúng rồi. Tóm lại là thấy bố mẹ mà vui vẻ mà khỏe khoắn, hạnh phúc thì các con cũng rất là yên tâm công tác. Còn cái gì trong đấy? Thế thì lại nói như thế này. Đâu ạ? Ngồi kể chuyện nhé, rất thật. Tôi mới bảo bà ở nhà tôi này. Bây giờ là tôi với bà nhìn lên là không bằng ai. Vâng. Nhìn xuống là mình cũng thôi cũng chẳng thua thiệt lắm. Vâng. Thì ba đứa con là Phương trưởng, là người công tác của nhà nước có này. Vâng. Người ở nhà là hậu vệ tôi với bà có này. Vâng. Được chưa? Thế đừng có chú con rể này giờ là chú thỉnh thoảng động viên. Thế động viên với bố là phải uống rượu với bố. Thế nên mà không uống là không được, không uống là lôi con gái về nhà đâu ạ. Lôi con gái về nhà. Tuyệt vời. Phải như thế này này, tớ bảo cậu ấy, cậu mà không uống là tớ lôi con gái tớ. Đấy, không ạ, tớ nói thật chuyện đây đó đó. Hơn 40 tuổi, không ạ. Đấy, không nói rất là như thế. Thế còn bảo bà nhé, tôi bà bây giờ này, làm, đấy, tiền thì ai cũng quý. Nhưng mà đủ tiêu đủ dùng thôi. Đúng rồi. Chứ không được thừa. Vâng. Mà không thiếu. Đúng rồi. Nhá. Đủ dùng. Đấy cái vừa đủ mới hay chứ. Đủ dùng chứ không thừa. Thừa không tốt mà thiếu không tốt. Đấy, tôi vẫn vỗ vai bà chứ. Và tối nào là hai ông bà. Bây giờ còn có hai ông bà với nhau. Vâng. Mà nó trong của chị. Đấy, đấy thế dạ vâng. Hai ông bà đây, từ đây sang kia. Còn đằng kia lại là cho các anh ấy tất. Bàn giao hết. Vâng. Còn hai ông bà từ này sang kia sau này chúng tôi qua đời. Thế là đủ sống rồi ông chú. Sau này các anh làm gì thì các anh làm. Nhưng mà tôi còn sống là tôi chưa quyết định cho anh làm nữa. Đúng rồi. Khi nào tôi qua đời các anh làm gì các anh làm. Vâng. Sau này để cái chỗ này để chúng nó hội tụ. Không không. Tôi thì bảo không tụ quá là đánh nhau. Nói cho thật với các ông đấy tôi không được. Quan điểm của chú rất là hay. Đấy. Thế giờ tôi có hai thằng con ra đây của anh rể tôi không nói. Hai con dao là tôi cho anh mỗi một anh một lơi rồi. Xa nó có tình cảm không ạ? Vâng. Nói rất thật với công nhá. Bây giờ tôi lội kể chuyện cho các ông nghe. Xa thỉnh thoảng anh em về, bố con còn mời nhau được hụm nước, hụm rượu, hả, hụm bia. Gần nhau rồi. Phải nói là ngày chú, nào cũng chăn chát đây thì làm sao mà anh em mà bia bọt gặp nhau được. Chú ạ, cháu rất là ngưỡng mộ chú. Không, tôi nói và cháu nghĩ là khi mà video này đưa lên kênh của cháu thì cũng nhiều khán giả là có xanh là ngưỡng mộ chú đó. Ngưỡng mộ chú đó. Nhưng mà tôi nói là đấy nhá, tôi hát cũng mấy bài rồi nhỉ. Nói chung thấy 4 năm bài đúng không? Đấy, nhưng mà đấy nhá, giọng nhá vẫn cứ rất là hay. À, không đúng rồi ta. Đấy. Hôm nay chỉ hơi tiếc một cái hôm nay là cô không ở nhà. Tại vì là chú hát đơn ca một mình mà đã hay như thế rồi. Mà nếu mà song ca cùng cô thì còn tuyệt vời đấy. Như thế nào nữa. Thế thì tôi với bà ấy hát thì lại cái kiểu của tôi với bà. Đấy, vì tôi với bà ấy hát là phải rước nhau. Rồi, đấy, đấy, đấy là phải rước nhau. Đấy, thế thì hát cái kiểu của tôi với bà ấy thôi. Vâng. Thế có lẽ là cháu xin phép chú là đấy, dịp nào nhỉ? Đó mà cháu đi tận qua giao hàng đây thì cháu vào chú cháu mình giao lưu. Nếu mà có cô ở nhà thì thì cô chú lại hát bài bài song ca tặng cháu nhá. Nhưng mà thôi bây giờ chuyện thì cái gì nó cái vui thì nó cũng có hạn của nó đúng không? Dạ vâng. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Vâng. Thế quan điểm của tớ đúng không? Loa là mang đây rồi. Vâng. Hát là hát rồi. Vâng. Thử là tớ thử rồi. Vâng. Con gái nó chỉ được cái thế thôi. Vâng. Đúng không? Con gái nó chỉ được cái thế thôi. Bây giờ tiên là không phải. Vâng. Tớ nói thẳng là tiên là không phải đúng không? Vâng. Thế giờ thôi người bình thường, dân thường thế là tớ chấp nhận. Dạ vâng. Đúng không? Vâng. Chấp nhận. Thế giờ tớ chấp nhận nhưng mà chỉ đường chỉ nối cho tớ ngủ ở chỗ nào. Dạ vâng. Đúng không? Thế đây, 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 đây đàn dâu đây. Đúng không? Thế thì giờ đây anh cho anh ngủ chỗ nào đúng không? Cháu sẽ hướng dẫn chú sử dụng. Đây 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 đây. Quá bài bản. Đâu nào thế dẫn đâu nào vào phòng như thế nào là đúng không? Phải nói là chú hợp với nghề nghề MC chú ạ. Đấy. Chú như một nghệ sĩ thế nào nào. Đấy là dẫn cô làm như thế nào đúng không? Đấy nó phải như thế chứ. Con đây con nhìn cho bố cái. Vâng đây, cháu hướng dẫn chú hướng dẫn anh luôn. Đã vào đây là có con rẻ đây rồi. Cái này có chú có công tác nguồn. Đấy, đây là công tác nguồn chú nhá. Đây là đang là thích bật. Thích hát không hát là ta đi. Đúng rồi, hôm nào chú hát xong chú lại như thế này. Đấy, còn hôm nào hát chú lại như thế này chú bật lên. Đấy là dạo đầu. Đúng rồi. Rồi ok. Khi hát thì chú có thể hát bằng bình như thế này hoặc là chú hát bằng điện lưới. Tí cháu sẽ đưa chú cái dây chú cắm vào đây. À điện đấy. Lưới là cắm. Cái dây này là giống hệt như cái dây nồi cơm điện của chú ấy. Rồi rồi rồi. Okay. Đấy, chú bật lên đây. Thì khi mà chú dùng ở nhà thì chú cắm điện vào đây này. Thì nó sẽ không sử dụng bình nữa và nó sử dụng điện trực tiếp từ điện lưới nhà mình. Tức đúng là, rồi, nó không hại tức mình. Tức là cắm vào đây là không cần phải mở cái này nữa. À, chú vẫn mở, chú vẫn mở. Đấy. Nhưng mà ý cháu nghĩ là ở nơi nào mà có điện thì mình cứ cắm điện vào đó. Rồi. Thì nó không dùng bình nữa thì bình nó sẽ bền hơn. Rồi. Và bình thì chỉ dùng khi nào mà mình đi đâu mà không có. Đấy, đi điện hoặc là chẳng hạn như mất điện ấy, thì là mình dùng bình. Thế bình là không cắm cái này là nó dùng bình gì? Còn đúng rồi, chú không cắm thì dùng bình, còn cắm vào thì nó sẽ dùng điện trực tiếp. Rồi. Đấy.
Thế còn chỉnh nhá, thì chú lưu ý cho cháu là có hai nút, một là cái nút to nhất này này. Nó là âm lượng của nhạc. Âm lượng của nhạc, to nhỏ của nhạc. Đấy. Cái nút thứ hai là cái nút này. Có cái chữ mic vol này này, nó là âm lượng của mic. Đấy, to nhỏ của mic. Đấy. Còn những cái này thì ít khi chú phải chỉnh. Thế chẳng hạn như là cái này là cái bát check của nhạc này. Đấy. Thì chú cứ để thẳng lên 12 giờ. Hoặc là như chơi ngoài trời thì cháu đẩy cái bát hết cỡ lên để cảm giác cái tiếng bát nó lực hơn. Đấy. Còn trường hợp là trong nhà này thì cứ để thẳng lên 12 giờ là ok. Hoặc cái đó nó tùy vào cái dòng nhạc chú chơi, hoặc là cái cảm xúc cũng thời điểm đó mà chú thích nhạc mạnh hay nhạc nhẹ, thích nhiều bát hay ít bát. Tương tự như chú sẽ có này, cái mic bát, mic chest này là của mic này, là chỉnh giọng. Là chú muốn giọng chú trầm lên chú tăng một chút lên, giọng trầm hơn. Chú muốn giọng chú sáng là chú lại tăng chest lên, là tiếng mic nó sẽ sáng hơn. Còn không thì mình cứ để thẳng lên 12 giờ. Còn ba cái này, echo, delay, reverb là ba cái chỉnh hiệu ứng vang nhại của micro. Thì thông thường cháu cũng để thẳng lên 12 giờ như nãy chú hát ấy. Còn trong quá trình hát thì chú có thể là điều chỉnh tùy thích. Có những lúc chú thích nhiều vang, ít vang là chú chỉnh, cái đấy là do chú. Trung bình là cứ để thẳng lên. Vâng, trung bình là 12 giờ. Là đẹp giờ. Nhất đúng không? Đúng rồi. Là đẹp nhất. Đấy. Thế còn đây loa nó đang ở chế độ Bluetooth. Đây. Thì cái chữ Blue này nó đang đứng im này, có nghĩa là đang bắt máy của cháu. Bắt bây giờ muốn kết nối máy của chú. Bây giờ cái máy thì cháu phải tắt đi. Đây cái máy đưa, đưa đưa để đấy. Gì xong rồi nó mới tải. Thực hành luôn, thực hành luôn, thực hành luôn. Thế mà cắm ra màn hình đâu? À tí nữa, tí nữa, cháu sẽ hướng dẫn đều đủ hết. Đây à? Vâng, đây, cái cổng này là cắm ra tivi. Đây ông ơi, máy của tôi đây. Ông đây, thế mà vào Bluetooth kết nối vào đây. Đây chú nhá, để cháu hướng dẫn chú từ cái này nữa này. Cái loa này đang là kết nối với máy của cháu. Nên chú nhìn cái chữ này nó không nháy. Bây giờ muốn kết nối với máy của chú thì cháu phải tắt cái Bluetooth của cháu máy cho đi. Đấy, nháy. Nháy rồi. Tức là nháy tức là chưa kết nối. Thì bây giờ là máy của chú mới tìm được. Thì bây giờ chú muốn hát bài gì để chú lại vào trong cái YouTube này. Chú gõ tên bài hát, chú nói tên bài hát và thêm chữ karaoke đằng sau cái nó sẽ ra cái bài đó, chú chọn. Đấy, nó dễ vậy thôi. Thế này là tôi đang hỏi là ví dụ nhưng là mình mở lên là tự nhiên là mình không phải bắt nữa. Nó tự bắt với nhau chú ạ. Đúng không, rồi. Không phải bắt nữa chứ. Đúng rồi, lần thứ nhất rồi mình kết nối, lần thứ hai là tự động nó ghép với nhau. Thế còn TV thì nó có cái cổng này chú nhá. Đây này, đây là input là vào TV. Đỏ và trắng, cắm vào TV. Còn cái cổng bên này là cắm ra loa khác. Thì cái này thôi chú không cần dùng đấy, chú cắm cái này thôi. Và khi cắm này chú phải chuyển nó sang chế độ cắm dây. Để chú nhìn này, nút mốt này, Morse này là chuyển sang chế độ khác. Đây, cái này là FM. Cái này là FM. Chú bấm phát nữa, nó ra cái chữ line này, linear này. Đó, là cái này là cái chế độ này là chế độ cắm dây. Thì khi đó chú cắm vào cái này thì nó mới ra được loa. Đấy, còn nếu mà chú để chế độ Bluetooth chú cắm dây thì nó sẽ không ra loa nào được đâu. Bắt buộc là nó phải chuyển qua chế độ này. Thế còn cái nữa là cái USB thẻ nhớ này này. Thận trọng sang đi, mày ơi gọi chờ thận trọng đi chứ rồi cái này thì thế này. Chẳng hạn như là khi mà chú đang làm vườn, chú chú đang làm gì đó mà không phải là hát mà muốn nghe nhạc. Thì chú có thể là cắm một cái USB cắm vào đây để cho nó phát nhạc. USB. Đấy. Gọi trọng sang đây đi. Tải nhạc vào USB. Nói chung là nó cũng rất là dễ thôi.